Đấy, xong chưa? Đây lỗ, đây lỗ à? Lỗ cái này to tiền hơn cả cái này mà. Thế cửa quay ừ. Rồi nhá. Rồi. Đấy. Lỗ. Đây là con dai tương lai là con rể. Thế thảo nào nó nhiều nó cũng vợ chưa đây. Nhận mấy chỗ nhận đấy. Lỗ rồi. Lỗ rồi. Lỗ rồi. Sau này mới lên Kim Quang là riêng phần gái sinh là sẽ ba sẽ dẫn cho mày đi. Ok chưa? Vâng. Rồi xong rồi. Rồi bạn sản sản Tuyên Quang. Chú đâu rồi thứ hai. Bom thứ hai này nổ rồi. Rồi rồi. Sáng nay nó bán 2 cây đó, sáng nay nó thể cây kia thì không quay. Là về Tuyên Quang anh. Lại về Tuyên Quang. Ê, giới thiệu với này bà con truyền thông thì nhận vơ con nhà sang trọng quá nhận làm con rể trong tương lai được không? Đấy. Tên là gì cháu? Tên là Quân. Tên là Quân à? Vâng. Thế gọi ba sản dần là vừa. Đồ tay đi. Đồ rồi. Anh ơi. Anh ơi, cháu đẹp trai nó nhận hơi nhiều đấy, nhận cái em đấy. Tuyên Quang. Ngắm cây nha, ngắm cây nha. Anh Yên này năm nay cháu bao nhiêu tuổi? 19 tuổi. Quá đông rồi. Rồi, thế là cây này của cháu à? Thế là cháu hai nhà mấy năm chưa? Quá tuyệt, 19 tuổi, cậu bé đã mới sở hữu đam mê cây. Thế là mày cũng con gà? Bán 2 cây thì xả rồi. Cây xanh quê rất là già nhé cả nhà. Thật sự là cây rất già. Hôm nay là rất là vui rồi. Đến anh em đã đến rất là đông vui để động viên. Đây là hai chú cháu lại giao lưu rồi. Hai ba con rồi. Hai anh vừa cả cháu nữa. Nhìn đây cho em chả đứng rất tuyệt vời. Bắt tay nhỉ, bắt tay. Nhắm thêm một số cái cây. Con này mới đẹp. À, con này mới đẹp. Đây. Rất nhiều con. Đủ ra rồi nó trắng mốc luôn đấy. Con này là con gì anh? Con này là con bướm. Chiếc ASEAN chứ cả nhà. Anh Hoàng bị chiều đấy. Phải bắt được đúng con đẹp nhất. Con đẹp nhất ấy, đấy. Chán luôn không ạ? Đấy. Chán luôn. Xem xong nhìn thấy cái dàn cây của mình như kiểu vừa xem hoa hậu xong về xem thi đấu. Ê, người đào đầu. Cứ bình tĩnh anh ơi. 2016 đâu vào đấy hết. Cũng cây nào của mình cũng vẫn phải là hoa hậu chứ. Đúng anh nhỉ? Hoa hậu với mình là được rồi nhỉ. Vâng. Này cứ nhìn ở ngoài nhìn gái xinh hơn vợ thì không được. Vợ vẫn là xinh nhất. Buổi giao lưu rất là tuyệt vời. Dạ vâng, lần này em bận quá. Vâng ạ. Rất vui. Bây giờ rồi. Chờ. Đấy, chờ ngắm cây đi, ngắm cây đi. Ngắm cây đi. Vừa sửa bông mít tít. Đang cùng chờ xem là còn cái giao lưu nào nữa không nha. Cháu là thích cây, nó là thích hơn đấy không ạ? Nó vô tình cái văn hóa, nó quá trình chơi tự nó ngấm vào. Những người nào chơi cây là chơi đồ cổ này, các thứ thì gia đình không thể hư, dạ vâng, không hư. Cổ kính ngấm vào cái truyền thống của các cụ đúng không ạ? Nó thấm vào đó. Dạ vâng. Truyền thống các cụ là quá tuyệt vời. Hãy xem ông trên YouTube. Lên lên lên. Anh luôn luôn nóng hổi. Đấy. Luôn giả. Con
quá tuyệt vời. Đã, xe đã, cây đã lên xe. Trao đổi để làm tăng thêm cái
sôi động cái thực tiễn, cái giá trị thực tiễn của cây cảnh nghệ thuật của chúng ta. Và cuối cùng thì chúng ta xin thay mặt những người yêu cây xin chúc tất cả các anh, các chị, các bác chúc cho giới cây ngày một thăng hoa mạnh mẽ và mạnh khỏe. Xin chân thành cảm ơn. Các bác, các chú, các anh chị em cùng toàn thể quý khách, tôi Nguyễn Duy Trinh, chủ nhiệm câu lạc bộ sinh vật cảnh tỉnh Vĩnh Phúc, xin gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất với toàn thể quý vị, chúc mọi gia đình được an khang thịnh vượng. Thưa quý vị, vừa qua nhà vườn anh Hồng Sang có chuyển nhượng cho nhà vườn anh Duyên Vĩnh Phúc một cây xanh cổ tên tác phẩm là Bạch Tiền Sơn. Đầu tiên tôi xin chúc mừng anh Hồng Sang đã chuyển nhượng được một tác phẩm giá trị rất là lớn. Chúc mừng anh Duyên Vĩnh Phúc đã nhận được một tác phẩm rất lớn về cả tinh thần lẫn vật chất. Thực sự chúng tôi rất vui mừng vì đây là một tác phẩm quý có giá trị rất cao mà vẫn lưu giữ lại được với câu lạc bộ của chúng tôi. Thưa các quý vị, năm 2009-10 Vĩnh Phúc chúng tôi là một điểm sáng về cây cảnh trên cả nước. Sau đó vì nền kinh tế suy thoái của đất nước, vì một số lý do khác, cho nên cây cảnh của Vĩnh Phúc ngủ một giấc hơi dài. Và hiện tại đây là một giao dịch rất lớn và giá trị cao nhất từ trước tới nay đối với chúng tôi. Và sau một giao dịch này, tôi sẽ tin rằng những người yêu cây cảnh nghệ thuật Yên Lạc nói riêng và Vĩnh Phúc nói chung lại thức tỉnh dậy để lại đi tìm những cái đẹp, cái quý. Tương lai sẽ là một điểm sáng của nền cây cảnh nghệ thuật Việt Nam. Rất mong sự ủng hộ của các anh chị em yêu cây nghệ thuật trên mọi miền Tổ quốc. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn các bác, các chú, các anh chị em và toàn thể khách quý. Cảm ơn các phóng viên, nhà đài, nhà báo, các kênh YouTube đã có mặt trong buổi lễ bàn giao này. Ngày hôm nay, tôi xin chúc cho mọi người một sức khỏe dồi dào, một mọi gia đình được an khang thịnh vượng. Chúc cho làng cây đoàn kết và phát triển. Xin chân thành cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu tới từ ông Trinh ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, và với những lời phát biểu chúc mừng vừa rồi thì ngày hôm nay chúng tôi xin được có đôi lời chia sẻ thêm với tất cả quý vị về tác phẩm xanh cổ bạch cây xanh cổ Bạch Tượng Sơn. Thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý, các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại diện cho các câu lạc bộ, các nhà vườn, các nghệ nhân cùng toàn thể quý vị là những người đam mê cây cảnh nghệ thuật thân mến. Theo ghi nhận của chúng tôi và tới từ chia sẻ của những chủ nhân cũ thì cây xanh cổ Bạch Tượng Sơn đã có từ trên 100 năm trước, cũng đã chứng kiến biết bao biến cố lịch sử từ thời kỳ chiến tranh đến những giai đoạn phát triển thịnh vượng của nền sinh vật cảnh. Cây đã là biểu tượng cho sự kiên cường vượt qua mọi thử thách của mỗi một chủ nhân đã được sở hữu tác phẩm đó và cho phong trào sinh vật cảnh tại nơi đó. Tác phẩm đã được trồng trên chậu cổ từ trên 100 năm và có một ông quan trắng được ký bên trong tác phẩm. Từ năm 2007, tác phẩm đã được anh Hùng Sang mua về từ thị trấn Sạn Hải Dương, và năm 2010, cây đã được tham dự triển lãm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, đã nhận được sự quan tâm rất lớn tới từ anh chị em làm cây trong cả nước. Và khi thành lập câu lạc bộ nghệ thuật sinh vật cảnh tỉnh Vĩnh Phúc thì anh Hùng Sang cùng với tác phẩm của mình đã là niềm tự hào của tất cả các thành viên trong hội. Kính thưa quý vị, và để hiểu rõ hơn về tác phẩm Bạch Tượng Sơn thì ngay sau đây chúng tôi xin phép được trân trọng giới thiệu một kính mời lên sân khấu. Sự hiện diện của anh Hùng Sang là chủ nhân cũ của tác phẩm, là chủ nhà hàng cà phê Dòng Thời Gian, sẽ có đôi lời phát biểu. Một chào vỗ tay thật lớn tới quý vị để cùng chào đón sự hiện diện của anh Hùng Sang ạ. Xin gửi tới lời chúc và lời chào trân trọng nhất. Hôm nay là ngày đẹp, giờ tốt. Hai anh em chúng cháu đã chuyển nhượng cho nhau một cây xanh cổ tên gọi là Bạch Tượng Sơn cho nhà vườn em Duyên Vĩnh Phúc. Buổi lễ hôm nay được thành công và long trọng đó là nhờ vào sự hiện diện có mặt của các ông, các bà, các cô chú cùng anh chị em. Đây nó cũng là một kỷ niệm sâu sắc, dấu ấn của cây Bạch Tượng Sơn.
cháu cũng xin cảm ơn tất cả những tấm lòng vàng ngọc của cô chú cùng anh chị em đã từ các tỉnh về với Vĩnh Phúc. Một lần nữa, cháu không biết nói gì hơn, cho cháu xin chân thành cảm ơn và cũng xin chúc toàn thể các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể cô chú, anh chị em trong làng cây cảnh nghệ thuật Việt Nam có mặt tại huân trường hôm nay hoặc đang theo dõi trên sóng YouTube. Một lần nữa cháu xin chân thành cảm ơn. Và sau đây cháu cũng xin cảm ơn một người chú, lúc nào cháu cũng kính trọng coi như người thầy, luôn luôn dìu dắt cháu trên con đường nghệ thuật. Chú nào tất cả ai biết không ạ? Đó chính là chú Phiến. Cháu xin chân thành cảm ơn chú. Và cháu cũng có một người anh nữa để cháu cảm ơn, đó là anh Liều. Trong những lúc cháu khó khăn là anh cũng bán cho cháu rất nhiều tác phẩm và cháu cũng mua lại của anh nhiều nhất, rất nhiều tác phẩm. Một lần nữa em xin cảm ơn anh.